Hello Barrow. Dạ chào thầy. Hello Hùng. Cạo. Hello. À, cái đầu quần đi nha. Hello chị. Chào thầy. Chào thầy ạ. Ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Mình đợi chút xíu, đợi hình như là Hello Yến. Hello nha. Hello thầy. Chào thầy. Năm bắt đầu học phải không thầy? Làm sao nha? À đúng rồi. Hôm nay lớp 5 của mình nè, bắt đầu học nó đúng không? Ngày đầu đúng, rồi. Đúng không? Đúng là ngày đầu tiên đúng lớp năm. Bữa giờ á. Nhân nay rảnh rồi phải không? Dạ. Ok. Rồi, mình đợi chút xíu ha, như còn chị Ngân nữa thì phải. Lớp mình nay lớp 5 này được vô như bạn thầy. À 8 người. 8 bạn. 8 người. À. Rồi, mình đợi chị Ngân thì mình có bài trước đi. À, chép bài chưa ta? Có ai chưa chép không? Rồi, chị Ngân vô. À, chào chị Ngân. Chào thầy ạ. Rồi, ok. Rồi, mình bắt đầu luôn ha. Thì mình lớp 5 này mình sẽ bắt đầu học cái này là IPA. IPA nó là dịch qua tiếng Việt nó là phiên âm quốc tế. Rồi rồi cái chữ IPA nó viết tắt của chữ International Phonetic Alphabet. Rồi. Ở đây mình thấy chữ một cái chữ vowel. Vowel là nguyên âm ha. Thì bây giờ mình sẽ học nguyên âm trước. Thì nguyên âm nó có hai phần, nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn mình có 11 nguyên âm đơn, 7 nguyên âm đôi. Rồi, mình ghi vô ha, ghi vô để cho để quên. 11 nguyên âm đơn, 7 nguyên âm đôi. Mình sẽ học 11 nguyên âm đơn trước. Rồi, tới đây có ai thắc mắc gì không? Rồi, không ai thắc mắc thì mình tiếp tục ha. À, tại sao mình phải học IPA? Tiếng Anh á, nó không có giống như tiếng Việt. Mình nhìn vô một cái chữ này nè. Ví dụ như mình nhìn vô chữ này ha. À, mình... nếu mà mình tự đọc á, mình tự mình đọc á, thì 99% mình sẽ đọc sai. Ví dụ như trong cái chữ này là chữ này là chữ O đúng không? Vowel. Chữ này là chữ O. Chữ này cũng là chữ O. Nhưng trong cái âm của nó sẽ phát khác nhau. Chữ này là mình đọc là vowel thì nó là âm O, là âm ao. Âm ao. Còn âm này là sờ, mình sẽ đọc là sờ thì nó sẽ là âm ờ. Còn trong tiếng Việt của mình á, chữ này chữ o thì trong mắt thích tước cái chữ nào thì nó cũng là chữ o hết. Cho nên cái người nước ngoài họ học tiếng Việt á, họ mới 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 học á thì họ thấy khó, nhưng mà sau một thời gian họ thấy dễ vô cùng. Có nhiều người họ học tiếng Việt họ giỏi lắm, y như người bản xứ luôn. Nhất là người Mỹ. Rồi, ok. Thì nói sơ qua chút xíu về cái IPA ha. Bây giờ mình vô cái âm. Âm đầu tiên của nguyên âm đơn là âm I. I. Rồi, cái âm này thì khi mình phát âm này á, cái miệng của mình ha, cái môi của mình á, nó sẽ rộng theo chiều ngang. I. Rộng, nó rộng theo chiều ngang. Ừ.
mà nó hơi kéo dài một chút. Y Y Rồi, mọi người tự đọc ha. Rồi, Nhân. Nhân đọc trước nha. Y Y Y Ừ, đúng rồi, cái lần thứ ba đúng. Lần thứ ba cái môi nó hơi rộng một chút. Dạ, dạ. Rồi, ok. Hùng. Y Bạn đọc, đọc ba y. lần. Y Rồi, ok. Mandy. U U U Rồi. Barrel. Huy Huy Y Y em đọc cho nó dài một chút xíu mà hơi dài một chút. Y Y Y Rồi, ok. Yến Beatrice. Y Y Y Ok, rồi chị Annabelle. Y Y Y Ok, rồi chị Ngân. Y Y Y Ok, rồi cái âm này nó cũng đơn giản ha, nó cũng dễ. Số 1. Mi Mi Nhân. Mi 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 Ok, Hùng. Mi 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 Rồi, Mandy. Mi 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 Ok. Barrel. Me 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 Ok. Huy. Y Me Rồi. Beatrice. Me 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 Rồi. Chị Annabelle. Me 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 Ok. Chị Ngân. Me 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 Rồi. Cái chữ số 1 này nè, Me, thì bình thường người ta sẽ đọc ngắn ha, mà đọc là Me Me thôi. Người ta sẽ bỏ âm cái này đi. Thì mình học thì nó có hai cái đọc, một là ngắn, hai là dài. Me hoặc là Me thì bình thường người ta sẽ đọc là Me thôi ha. Trong đây mình học thì mình kéo dài ra một chút. Rồi, số 2. These These Nhân. These 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 Rồi, em ra chữ đờ ha, đừng ra chữ l. These 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 Ra như ra chữ l rồi, phải không? Chữ chữ đờ. These These Số 3, quên lộn, sorry, số 2, số 2. Please. Đọc lại, đọc đúng lại. Như thầy. Đọc lại. Đọc bài cho em nghe. Cho em nghe thầy. Please. 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 Đọc, đọc nó chữ đờ tiếng Việt mình á. Please. Please. Này đọc please. Này. Đọc, đọc chữ này nè. Thấy không? Nhân thấy không nhân? Dạ. Rồi, đọc. These. These. Ừ. These. Ừ. These. Ok. Hùng. Dạ dạ. Rồi. Cảm ơn thầy. Ok. Hùng. These. Ừ. These. Ừ. These. Ok. Mandy. Nghe không ơi. These. 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 Ok. Barrel. These Right. Em phát ra ông sờ phía sau luôn ha. These 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 Rồi, ok. Beatrice. Đúng không? These
These. Rồi, cái môi của mình á, nó ra ha, nó ra từ từ mình. Nó từ từ nó hãy thu vô lại. These. Rồi. Annabelle. These. Ok. Chị Ngân. Chị Ngân. These. Rồi, ok. Rồi, số 3. Please. Nhân. Please. Ok. Hùng. Cái mic chưa mở, mở mic lên không? Please. Ok. Mandy. Please. Rồi cái chữ ly á, chữ ly cái môi con không ra. Please. Rồi. Carol. Please. Okay. Huy. Please. Tập từ từ thôi Huy. Please. Rồi, okay. Này ta chị. Beatrice. Please. Okay. Chị Annabelle. Please. Rồi. Chị Ngân. Please. Chị ra âm sờ luôn chị. Please. Rồi, ok. Rồi, số 4. Believe. Nhân. Believe. Rồi, đọc lại ha. Believe. Cái này nè. Believe. Yeah. Believe. Believe. Ok. Rồi, Hùng. Believe. Rồi, chữ âm y kéo dài nè. Believe. Hùng. Believe. Right. Mandy. Believe. Okay. Barrel. Believe. Hey. Believe. Hey, đọc 3 lần Huy. Believe. Cái gì âm y kéo dài đó. Believe. Believe. Rồi. Beatrice. Believe. Rồi, ok. Âm này chị Annabelle Yến với lại chị Ngân học rồi phải không? Không rồi. Rồi ok, chị Annabelle. Đọc đi chị Annabelle. Đọc cái này. Dạ. Believe. Rồi ok, chị Ngân. Believe. Ok. Rồi số 5. He. Nhân. He. Okay. Rồi, Hùng. He. Okay, okay. Mandy. He. Okay. Barrel. He. Okay. He.
Rồi, ok. Biết. He. Ok. Yeah, Annabelle. Đi tắt mất rồi. He. Ok. Rồi, chị Ngân. He. Ok. Rồi, số 6. She. She. Nhân. She. 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 Rồi, ok. Hùng. She. 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 Rồi, cái miệng rộng ra. She. Hùng. Mở mắt lên. She. 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 Rồi, ok. Mandy. She. 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 Ok. Beryl. She. 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 Rồi, chị Annabelle. She. 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 Rồi. Hey. She. 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 Đọc từ từ. She. Cái miệng kéo dài ra ha. Cái môi rộng rộng ra. She. 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 Rồi. She. She. Rồi. Beatrice. She. 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 Rồi. Chị Ngân. She. 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 Rồi, ok. Chữ he với chữ she cũng vậy luôn ha. Mình bình thường mình sẽ học ngắn thôi. He, she, mình sẽ không, miệng mình không kéo dài đâu. Nhưng mà ở trong cái phiên âm á, nó có hai cách, một là ngắn, hai dài. Thì mình chọn, mình khi người ta đọc á thì người ta đọc ngắn, nhưng mình học thì mình học dài. He, she vậy thôi. Rồi, tiếp tục. Số 7. Read. Read. Nhân. Read. 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 Ok. Sao chữ D, chữ D có đọc không thầy? Có, giờ có đọc read. Nhưng mà bây giờ mình bỏ qua cũng được. Mấy bố mình học mà phụ âm mình học ha. Còn nếu dạ, đọc dạ. Là d d d read. Read. Rồi, ok. Hùng. Read. 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 Rồi cái miệng ráng rộng ra. Read. Mở mắt lên. Read. 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 Ừ, rồi ok. Mandy. Read. 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 Beryl. Beryl. Mở mắt lên Beryl. Nghe không Beryl, Beryl? Read. 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 Rồi, ok. Huy. Read. 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 Ok. Beatrice. Read. 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 Lại. Read. Read. Âm y mà không có read, không đọc read. 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 Ừ. Read. Ừ. Read. Rồi ok. Chị Annabelle. Read. 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 Không có read, đừng có đọc là read, mình đọc là read. Âm y của mình làm chuẩn. Read. 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 Rồi ok. Read. Ok. Chị Ngân. Read. 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 Ok. Rồi, số hết rồi không ta? Còn ai không? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Ok. Số 8. Lead. Lead. Ngân. Lead. Lead. Lead.
Ok. Hồng. Lead. 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 Ok. Rồi. Mandy. Lead. 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 Môi con rộng ra. Môi ràng rộng ra. Lead. 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 Rồi. Ok. Barrel. Lead, lead, lead. Rồi, Huy. Lead, lead, lead. Huy, đọc từ từ thôi. Lead. Lead, lead, lead. Cái môi á, nhớ rộng ra, kéo dài nè. Lead. 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 Rồi, lead. Ok. Beatrice. Lead. 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 Ok, chị Annabelle. Lead. 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 Đó, đừng có lead. Tập lead, âm y của mình. Lead. Lead. Yeah. Lead. Lead. Ok. Lead. Rồi. Chị Ngân. Lead. 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 Ok. Rồi số 9. Week. 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 Ok. Rồi. Hồng. Hồng mở mắt. Week. 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 À, kéo dài cao y chút xíu nữa. Week. 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 Rồi. Mandy. Week. 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 Ok. Barrel. Week. 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 Ok. Biết. Huy. Huy. Week. 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 Ok. Beatrice. Week. 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 Âm y của mình làm chuẩn. E. Week. 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 Lại ha. Âm y ha. Cái kéo dài âm y ra. Week. 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 Rồi, ok. Chị Annabelle. Week. 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 Ok. Chị Ngân. Week. 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 Rồi, ok. Số 9 với số 10 nó đồng âm ha. Số 10 mình bỏ đi. Số 11. Weekend. Weekend. Rồi, cái chỗ này là cái này là âm khờ, nhưng mình không sẽ không đọc là âm khờ, mình đọc luôn là âm cờ. Cờ của tiếng Việt á. Weekend. Tại vì nó đứng ở giữa hai nguyên âm thì người ta đọc thành là chữ cờ luôn. Weekend. Nhân. Đọc từ số nào thôi? À, số 11. Số 10 không đọc hả? Số 10 giống như số 9 Nhân ơi. Dạ dạ dạ. Weekend. Weekend. À, lại ha. Weekend. 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 Ok. Hùng. Weekend. 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 Không phải là weekend mà là weekend. 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 Rồi, ok. Mandy. Weekend. 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 Rồi, mình sẽ không đọc là can, mình sẽ đọc là can. Weekend. 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 Rồi, ok. Barrel. Weekend. 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 Mình không đọc là can ha. Cái này nè. Can. Weekend.
weekend. Rồi, Huy. Weekend. À, đọc dài âm y ra. Weekend. Weekend. Đọc từ từ thôi, Huy, đọc từ từ thôi. Weekend. 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 Rồi. Beatrice. Weekend. Weekend. Okay. Chị Annabelle. Weekend. 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 Đừng có khờ mà là cờ. Weekend. 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 Okay. Weekend. Right. Chị Ngân. Weekend. 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 Đừng có đọc là can. Weekend. 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 Okay. Rồi, số 2. 2. Bin. À, lộn. Bin. Bin. Nhân. Bin. 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 Đúng rồi, okay. Hùng. Bean. 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 Okay. Mandy. Bean. 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 Okay. Barrel. Bean. 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 Không phải bean. 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 Huy. Bean. Okay. Beatrice. Bean. 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 Okay. Chị Annabelle. Bean. 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 Okay. Chị Ngân. Đợi nha. Để ba học chữ nha. Bean. 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 Okay. Là mắt xịt thuốc. Rồi, số 13. Eat. Nhân. Eat. 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 Rồi, đây cái chỗ này nè. Khi mà mình thấy như âm tờ nó đứng phía sau á, thì mình nói ra luôn ha. Mình đọc là eat. 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 Đúng rồi, nhưng mà nhớ nói nhưng mà mình phải nói phải rộng ha, miệng mình không rộng nó ra không đúng âm đó đâu. Eat. Lại nha ngài. Eat. 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 Okay. Hùng. Eat. 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 Rồi, okay. Mandy. Eat. 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 Okay, Barrel. Eat. 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 Rồi, okay. Chị Annabelle. Eat. 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 Okay. Huy. Eat. 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 Okay. Beatrice. Eat, eat, eat. Okay, Chị Ngân. Eat, eat, eat. Okay, rồi, số 14. Clean, clean. Clean, clean, clean. Okay. Hùng. Clean, clean. Clean. Okay. Mandy. Clean. 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 Okay. Barrel. Clean. 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 Okay. Huy. Clean. Clean. Clean.
khờ nhé, khờ cái âm này mình đọc làm khờ. Hơi. Clean. 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 Rồi, ok. Ai ta? À, Beatrice. Clean. 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 Đấy, clean. Mình cũng hồi rộng ra. Clean. 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 Rồi. Chị Annabelle. Clean. 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 Lại. Clean. 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 Rồi, cái môi chị nó rộng một chút xíu nữa. Clean. 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 Ok. Chị Ngân. Clean. 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 Ok. So, speak. Speak. Rồi cái âm khờ mình cũng nói luôn ha. Speak. Nhân. Speak. 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 Đúng rồi. Speak. Ok. Hùng. Speak. 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 Rồi lặp lại ha. Speak. Cái môi mình rộng thì rộng. Speak. 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 Đúng rồi. Mandy. Speak. 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 Ok. Barrel. Speak. 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 Ok. Huy. Huy. Đi. Là đọc lớn xíu Huy ơi, không nghe. Lớn lên chút. Đi. 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 Ok. Beatrice. Speak. Speak. Lại. Rồi ok. Speak. 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 Rồi cái miệng rộng ra chút nữa. Speak. Speak, speak, speak. Rồi, chị Annabelle. Speak, speak, speak. Ok, chị Ngân. Speak, speak, speak. Rồi, ok, mình âm này là hết rồi ha. Âm y, tới đây là hết. Mình mỗi ngày mình học 15 âm, có khi không tới 15 âm. Thì cái âm này của mình á, cái chính của nó là miệng mình nó rộng theo chiều ngang. Y, cái miệng nó phải rộng thì nghe cái âm nó mới đúng của cái âm của nó. Rồi. Về nhà nhớ luyện ha. Học xong âm nào luyện âm đó, xong âm nào luyện âm đó. Nếu mà không luyện á là mình quên rồi. Rồi, nãy giờ có ai chưa ghi bài kịp? Có ai chưa ghi bài kịp không? Không à? Rồi, ok. Rồi, có ai có hỏi gì thì hỏi. Số 7 có học không thầy? Số 7 cũng âm y á. Số 7 hả? À, số 7 phía dưới nè, phía dưới á. Một à. Số 7 phía dưới á. Đó. À, đấy hả? À, cái này dư á, cái này dư. Rồi, thôi mình đọc luôn đi. Này nó, lúc soạn á, không có bỏ vô. Rồi mình đọc luôn đi. Dạ dạ. Rồi. Keep. Keep. Yeah. Keep. 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 Rồi, âm này nhớ là âm khờ nha. Keep. 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 Ok. Hùng. Keep. 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 Ok. Mandy. Keep. 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 Okay. Barrel. Keep. 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 Okay. Huy. Keep. 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 Right. Beatrice. Keep. 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 Okay. Chị Annabelle.
Keep. 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 Ok. Chị Ngân. Keep. 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 Rồi, ok. So, tiếp theo ha. Eagle. Eagle. Nhân. Eagle. 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 Ok. Hùng. Hùng, hùng. Eagle. 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 Rồi. Many. Eagle. 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 Ok. Barrel. Eagle. 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 Ok. Huy. Eagle. Eagle. Ok. Beatrice. Eagle. 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 Ok. Chị Annabelle. Eagle. 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 Ok. Chị Ngân. Eagle. 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 Ok. Rồi. Tiếp theo. Even. Even. Nhân. Even. 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 Ok. Hùng. Even. 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 Ok. Huy. Even. 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 Mandy. Even. 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 Ok. Barrel. Even. 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 Ok. Beatrice. Even. 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 Rồi, ok. Chị Annabelle. Even. 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 Ok. Chị Ngân. Even. 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 Ok, rồi. Thì ông này chắc là hết rồi. Còn cái này, nhưng mà cái này thì nó sao mình đọc luôn đi ha. So, tiếp theo ha. Seen. Seen. Nhân. Seen. 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 Ok. Hùng. Seen. 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 Rồi. Mandy. Seen. Seen. Ok. Battle. Seen. 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 Huy. Seen. Seen. Ok. Beatrice. Seen. 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 Rồi, cái lưỡi nhớ đụng hàm dưới ha, chứ không nói ra sợ. Seen. 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 Rồi. Chị Annabelle. Seen. 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 Ok. Chị Ngân. Seen. 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 Rồi, ok. Tiếp theo. Easy. Easy. Nhân. Nhân ơi. Nhân đâu rồi? Mình sắp hết giờ, còn dưới một phút. Rồi. Nghe đây. Rồi, em đọc đi. So, easy. 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 Rồi, ok. Chắc mình hết giờ để nói này chút. Khi mà mình thấy âm chữ y nè, nó có hai chấm á, thì là âm y mình phải đọc dài ha, miệng rộng đọc dài ra. Còn cái chữ y mà nó không có dấu hai chấm phía sau nó thì đọc y thôi, đọc ngắn gọn thôi, y thì các bạn nó không có.